Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước. Pháp lệnh này đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại phiên họp thứ 20 vào ngày 28 tháng 2 năm 2023. Đây là lần đầu tiên xây dựng văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước, tạo cơ sở pháp lý nâng cao hiệu lực hoạt động của kiểm toán nhà nước và tính nghiêm minh của pháp luật. Pháp lệnh gồm 5 chương 21 điều quy định cụ thể những hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành xử phạt. Đối tượng bị xử phạt là các cá nhân, tổ chức quy định tại điểm ABC khoản 1 điều 5 của luật xử lý vi phạm hành chính, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang vi phạm trong lĩnh vực kiểm toán khi đang thi hành công vụ thì xử lý theo luật công chức viên chức. Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước thì bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan. Đại diện lãnh đạo kiểm toán nhà nước nêu rõ, các hành vi vi phạm được xác định căn cứ vào các quy định của luật kiểm toán nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước, bao gồm vi phạm quy định về các hành vi bị nghiêm cấm, vi phạm quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của đơn vị được kiểm toán, vi phạm quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kiểm toán, quy định tại Điều 68 Luật Kiểm toán Nhà nước. Về hình thức xử phạt gồm 2 mức, phạt cảnh cáo và phạt tiền. Biện pháp khắc phục hậu quả gồm buộc cải chính thông tin, tài liệu, dữ liệu có nội dung sai lệch, không chính xác hoặc không trung thực, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp nếu có do thực hiện hành vi vi phạm. Pháp lệnh quy định mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước của cá nhân là 50 triệu đồng, còn tổ chức vi phạm chịu mức phạt là 100 triệu đồng. Pháp lệnh có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 5 năm 2023.